cuộc khủng hoảng tiếp theo của Ukraine đó, thì ông Tổng thống Biden mới đây đã cấm tàu liên quan tới Nga được cập vào những cái cảng của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết là Tổng thống Biden đã cấm các tàu liên quan tới Nga được cập cảng Hoa Kỳ. Hôm 21 tháng 4, thông báo Hoa Kỳ sẽ cấm tất cả các tàu nào có liên hệ với Nga đến các cảng của Mỹ. Đây là một động thái hưởng ứng phía Canada cũng như các quốc gia châu Âu, một bước đi mới nhất nhằm để gây áp lực với Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Tàu Bạch Ốc cũng cho biết tuyên bố này sẽ có nhiều chi tiết hơn. Điều đó có nghĩa là không một con tàu nào treo cờ Nga hoặc một thực thể Nga sở hữu hoặc điều hành sẽ được phép cập cảng Hoa Kỳ hoặc cập vào bờ biển chúng tôi. Đó là lời ông Biden nói hôm 21 tháng 4. Các nguồn tin cho biết trong năm 2021 thì các tàu Nga đã thực hiện khoảng 1.800 lượt đến, một tỷ lệ nhỏ trong tổng lưu lượng chung. Vấn đề này đã dẫn đến việc chính quyền Biden phải xem xét lại để đảm bảo cái lệnh cấm đối với tàu của Nga sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Canada ngày 1 tháng 3 đã đóng cửa các cảng của họ đối với các tàu thuộc sở hữu Nga và cấm chúng đi vào cái vùng biển của Canada. Nhiều nước châu Âu cũng đã thực hiện những động thái tương tự như vậy. Hoa Kỳ trước đây đã cấm máy bay Nga bay vào không phận Hoa Kỳ, cùng tham gia hành động với Canada và các quốc gia châu Âu, đồng thời cấm nhập khẩu dầu của Nga, vốn là sản phẩm chiếm phần lớn tàu Nga đến Hoa Kỳ trước đây. Trong khi đó thì Nga cũng cho biết là quyết định phong tỏa cái nhà máy Azovstal, chúng ta nhớ là ở trong cái thành phố mà đang bị bao vây đó, Mariupol đó, còn một số vẫn là tử thủ trong cái nhà máy thép lớn này. Cho nên khi họ không thể chiếm được bằng vũ lực thì họ sẽ cố gắng họ đẩy mạnh. Đây là cái lời của ông cố vấn của Tổng thống Ukraine là ông Arestovich. Ông cho biết là họ không thể lấy được Azovstal, tức là cái nhà máy đó, bằng sức mạnh. Họ hiểu điều này, họ đã nhận nhiều tổn thất lớn. Quân phòng thủ của chúng tôi vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Điều này có thể giải thích bằng thực tế là họ đã chuyển một phần lực lượng lên phía Bắc để tiếp viện cho quân đội đang cố hoàn thành mục tiêu chính là họ muốn tiến đến cái ranh giới hành chính của hai cái vùng gọi là Donetsk và Luhansk. Mình có thể thấy ngay là khi mà có thể chiếm được cái vùng Donbass đó thì ông Nga này chắc chắn ông sẽ sát nhập cái đó vào Nga giống như Crimea trước đây. Chúng ta có thể thấy trước cái đường đi của ông Putin như vậy, thưa quý vị.